xét xử vụ án giết chồng phân xác gây rúng động ở Bình Dương. Lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa Hàn Thị Hồng Diễm, 33 tuổi, ngụ ở Hậu Giang ra xét xử về tội giết người. Từ lúc 7 giờ 30, bị cáo Hàn Thị Hồng Diễm đã được dẫn giải tới phiên tòa. Đại diện cho người bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cũng có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Phiên tòa được truyền trực tiếp đến Tòa án Nhân dân 63 tỉnh thành xem để rút kinh nghiệm. Bị cáo Hàn Thị Hồng Diễm được dẫn giải tới phiên tòa với thái độ bình thường, không có biểu hiện lo lắng hay khóc lóc. Trong khi đó, em gái của bị hại lại bật khóc trước khi tòa bước vào xử án. Trong phiên tòa, những người làm chứng và cán bộ ngành tư pháp của tỉnh Bình Dương đến dự tòa khá đông. 9 giờ 5 phút, giết người mang rợ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại tòa, công tố cáo trạng. Theo đó, khoảng 23 ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại phòng số 07 khu nhà trọ Đỗ Ngọc Diễm, tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nên giữa Hàn Thị Hồng Diễm và chồng là anh Trần Thanh Tú xảy ra cự cãi và đánh nhau. Hàn Thị Hồng Diễm đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và nhiều nhát vào vùng ngực, bụng anh Tú khiến nạn nhân tử vong. Để xóa dấu vết hiện trường, sáng ngày 16 tháng 12 năm 2017, Diễm đã phân thi thể anh Tú ra nhiều phần nhỏ, bỏ vào nhiều bịch ni lông, sử dụng xe máy đem vứt bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn, khu phố Bình Thuận 1, Bình Thuận 2, phường Thuận Giao để che giấu hành vi giết người một cách man rợ. 9 giờ 13 phút, trong khi đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân đọc cáo trạng, bị cáo Diễm không tỏ thái độ gì đặc biệt. Tuy nhiên, đến đoạn đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đọc, Diễm sờ tay vào người nạn nhân xem đã chết hay chưa, bị cáo Diễm gục mặt xuống. Cũng theo cáo trạng, vụ việc được phát hiện và điều tra khi khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 12, Năm 2017, anh Nguyễn Văn Tiến, nhân viên của cơ sở thu gom rác thải trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An đang thu gom rác tại bô rác gần khách sạn HS thì thấy có ba lô du lịch màu xanh đen bỏ trong thùng rác nên mở ra xem bên trong có gì. Sau khi mở túi ba lô, anh Tiến thấy bên trong có một bịch ni lông màu đen nên tiếp tục mở ra thì phát hiện có một đầu người, một phần nội tạng nên hốt hoảng tri hô. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và báo cáo sự việc để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường. 9 giờ 31 phút, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố xong toàn bộ cáo trạng của vụ án, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Diễm. 9 giờ 34 phút, tức giận vì người chồng có bồ bịch. Theo lời khai của bị cáo Diễm, tối ngày 15 tháng 12 năm 2017, giữa bị cáo và anh Tú, chồng của bị cáo cũng là nạn nhân, có một cuộc cãi vã, bị cáo Diễm đã nặng lời với nạn nhân vì cho rằng nạn nhân có bồ bịch bên ngoài. 9 giờ 36 phút, không có đồng phạm. Khi hội đồng xét xử đặt vấn đề việc bị cáo giết chồng và phân xác có đồng phạm hay không, bị cáo Diễm khẳng định chỉ một mình bị cáo thực hiện, không có đồng phạm. Bị cáo sợ nên làm vậy thôi chứ không có ai xúi giục hay tiếp sức cho bị cáo, Diễm nói. 9 giờ 52 phút, theo cáo trạng, sau khi giết chồng và phân xác vứt bỏ nhiều phần thi thể của nạn nhân ở nhiều nơi, khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2017, Diễm đến trụ sở công an phường Thuận Giao khai báo chồng là anh Trần Thanh Tú ra khỏi nhà từ ngày 16 tháng 12 và chưa thấy về nhà. Tuy nhiên, cũng trong ngày 17 tháng 12, sau khi các phần thi thể của anh Tú được cơ quan chức năng tìm thấy và nhận dạng, Diễm đã khai chính là hung thủ giết anh Tú. 9 giờ 57 phút, bị cáo khai bị chồng bạo hành. Bị cáo Diễm khai từ năm 2002, bị cáo chung sống với chồng là anh Tú. Trong quá trình chung sống, bị cáo thường hay bị chồng bạo hành, có lần bị cáo bị đánh rách mắt. Đêm ngày 15 tháng 12 năm 2017, khi xảy ra cãi vã ở phòng trọ, anh Tú đã lấy bao tải trùm lên đầu để đánh Diễm. Sau khi đánh xong, anh Tú nằm xuống nệm, đề nghị thì Diễm vẫn tiếp tục chửi bới. 9 giờ 58 phút, vì sao cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân để vứt bỏ? Hội đồng xét xử hỏi, vì sao cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân để vứt bỏ? Bị cáo Diễm trả lời, bị cáo làm vậy thôi chứ không biết vì sao. 10 giờ 10 phút, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Theo cáo trạng, về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo Hàn Thị Hồng Diễm phải bồi thường chi phí mai táng với số tiền 79,4 triệu đồng, đồng thời làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Diễm. 10 giờ 16 phút, Hận Anh Tú, hội đồng xét xử hỏi vì sao bị cáo lại cắt hai đầu vú và bộ phận sinh dục của nạn nhân bỏ riêng vào một bịch. Bị cáo Diễm bực khóc và nói Hận Anh Tú. 10 giờ 24 phút, phát hiện chồng couple gần 3 năm. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử vì sao phát hiện chồng couple gần 3 năm mà bị cáo không nói cho gia đình hai bên biết để cùng can ngăn. Bị cáo Diễm cho biết vì bị cáo không muốn mọi người biết. Mọi người biết sẽ mất uy tín, danh dự cho cả hai người và gia đình con cái, nên bị cáo chỉ nói với một mình anh Tú, bị cáo Diễm trả lời hội đồng xét xử. 10 giờ 32 phút, hội đồng xét xử hỏi trong thời gian bị tạm giam, bị cáo có ăn năn hối hận gì không? Bị cáo trả lời bị cáo rất hối hận vì đã gây ra sự việc như vậy. 10 giờ 35 phút, chị gái của nạn nhân khẳng định anh Tú không có bồ bịch. Trong khi bị cáo Diễm lặp đi lặp lại việc anh Tú bị hại chồng của bị cáo có bồ bịch, Hận Anh Tú, một trong những nguyên nhân khiến bị cáo gây ra tội ác man rợ, thì bà Trinh, chị gái của nạn nhân cho rằng anh Tú không có bồ bịch. Cũng theo lời khai của bà Trinh tại phiên tòa, người khẳng định là sinh sống ở gần phòng trọ anh Tú, vợ chồng anh Tú sống rất hạnh phúc. Y sĩ bị nghi lây nhiễm HIV cho cả xã, tôi bất lực vì không thể minh oan. Sau nhiều tuần chịu áp lực của dư luận, y sĩ Thu lần đầu lên tiếng, chia sẻ nhiều tâm tư, trăn trở quanh sự việc 42 người tại xã Kim Thượng nhiễm HIV. Chia sẻ với phóng viên, y sĩ Thu, 34 tuổi, Kim Thượng Tân Sơn, Phú Thọ cho biết, kể từ khi dâm gian thông tin, cho rằng anh dùng chung bơm kim tiêm, khiến nhiều người bị lây nhiễm HIV, cả gia đình anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống đảo lộn. Trong một tháng qua, bản thân anh sụt tới 6kg, còn vợ anh giảm 5kg. Những ngày đầu tiên, đi tới đâu vợ chồng tôi cũng gặp những ánh mắt soi mói, kỳ thị của người dân trong xã, dù họ không trực tiếp nói, nhưng tỏ thái độ, anh Thu chia sẻ. Một số người trực tiếp đến nhà anh, nói lời vào ra, một số khác dọa, đến nhà để làm rõ chuyện. Thời điểm đó, hàng ngày anh Thu vẫn đến bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn làm việc, dù được nhiều đồng nghiệp chia sẻ, động viên, nhưng tâm lý vẫn rất nặng nề. Lương tâm con người, đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ cho phép tôi làm những việc thất đức như thế. Bây giờ kim tiêm dùng một lần, có giá rất rẻ, chỉ 600 đến 650 đồng một cái, không đáng gì để mình phải làm vậy. Mình biết mình bị oan, nhưng không tìm cách nào chứng minh được. Tôi bất lực vì không thể minh oan, nhiều đêm mất ngủ, y sĩ Thu chia sẻ. Anh chia sẻ, khi bị người dân trong xã nghi ngờ, bản thân anh rất buồn, nghĩ nhiều, trăn trở nhiều, xem tại sao có những người ít có khả năng nhiễm bệnh vẫn dương tính với HIV. Khi rộ lên thông tin, chính anh cũng hoang mang, do những bệnh nhân đó đã từng đến nhà, con cái, vợ chồng đều tiếp xúc. Nên anh tự mình đi xét nghiệm HIV trước khi đưa cả nhà xét nghiệm vào cuối tháng 7 vừa qua. May mắn, kết quả đều âm tính. Một tuần nay, công việc của anh tại bệnh viện tạm gián đoạn do phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, không thể quay ra hát hủi bà con. Theo y sĩ Thu, xã Kim Thượng nhiều năm nay vẫn có một số trường hợp nhiễm HIV, bản thân anh cũng nghĩ nhiều đến tình huống nhiều bệnh nhân muốn giấu nguy cơ nên nhân cơ hội này đổ vào để không phải giải thích với gia đình. Tuy nhiên khoảng một tuần nay, khi người dân được tiếp cận với phân tích của các chuyên gia nhiều hơn, đã phần nào hiểu rõ sự việc. 2-3 ngày trở lại đây, một số bà con không may nhiễm HIV đã quay lại nhà y sĩ Thu nhờ tư vấn. Một số bệnh nhân mới dùng thuốc AZV có tác dụng phụ, 11 đến 12 giờ đêm cũng đến nhà gõ cửa hỏi tại sao uống vào lại buồn nôn. Với kiến thức mình có, y sĩ Thu cặn kẽ giải thích cho người dân yên tâm, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, không phải vì vậy mà mình chán ghét hắt hủi bà con, trái lại còn thương hơn, vì nhận thức của người dân ở đây cũng thấp, chủ yếu là đồng bào dân tộc. Dân không biết, mình biết được cái gì thì tư vấn thôi, y sĩ bộc bạch. Anh Thu cho biết, anh từng học điều dưỡng tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ, sau đó có 2 năm làm hợp đồng tại trạm y tế xã Kim Thượng, kế đó thi đỗ vào bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn, làm điều dưỡng khoa khám bệnh. Trong quá trình làm việc, anh Thu được cơ quan cử đi học nhiều đợt để nâng cao tay nghề, được chuyển ngạch là y sĩ từ năm 2012. Y sĩ Thu cho hay,
bắt đầu từ cuối 2015, anh mới bắt đầu giúp người dân tiêm truyền tại nhà, do thời gian trước đó phải đi học, tập huấn. Tháng đông nhất, cũng chỉ có khoảng 10 người dân đến nhờ khám, tư vấn, tiêm truyền các bệnh phổ biến như sốt, ho và các bệnh thông thường khác. Chủ yếu là anh em họ hàng, hàng xóm đến nhờ, chứ tôi không tổ chức khám chữa bệnh, ở nhà cũng không có dụng cụ gì, lời anh Thu. Sau sự việc, anh Thu mong mỏi, ngành y tế tỉnh sẽ sớm có những đợt tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong xã, để mọi người có kiến thức về bệnh HIV, cũng như cách dự phòng, điều trị.